cho các số thực dương ABC thỏa mãn A cộng B cộng C bằng 2025. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P bằng A mũ 3 trên A bình cộng B bình cộng AB cộng B mũ 3 trên B bình cộng C bình cộng BC cộng C mũ 3 trên C bình cộng A bình cộng CA. Hầu như AD thấy rằng bất đẳng thức luôn là điều gì đó khó khăn khi chúng ta đi học. Đôi khi chỉ cần nhìn qua thôi là muốn bỏ qua rồi. Cùng đi vào giải quyết bài toán này. Ta sẽ đi tìm giá trị nhỏ nhất của từng biểu thức nhỏ này. Đầu tiên là chứng minh A mũ 3 trên A bình cộng B bình cộng AB sẽ lớn hơn hoặc bằng 2A trừ đi B phần 3. Ta gọi đây là biểu thức sao. Ta có sao sẽ tương đương với 3A mũ 3 sẽ lớn hơn hoặc bằng 2A trừ B nhân với A bình cộng AB cộng B bình. Khai triển ra và ta sẽ được A mũ 3 cộng B mũ 3 trừ đi A bình B trừ đi AB bình sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Nhóm các nhóm lại với nhau như thế này. Đưa nhân tử chung ra ngoài và ta có A bình nhân A trừ B cộng B bình nhân B trừ A sẽ lớn hơn bằng 0. Hay A bình trừ đi B bình nhân A trừ B sẽ lớn hơn bằng 0. Đây là một hàng đẳng thức. Nên điều này sẽ tương đương với A cộng B nhân A trừ B tất cả bình lớn hơn bằng 0. Biểu thức này luôn luôn đúng với mọi AB là số thực dương. Như vậy ta chứng minh được bất đẳng thức sao? Tương tự với hai biểu thức còn lại ta sẽ chứng minh được B mũ 3 trên B bình cộng C bình cộng BC lớn hơn hoặc bằng 2B trừ đi C phần 3. C mũ 3 trên C bình cộng A bình cộng CA lớn hơn hoặc bằng 2C trừ đi A tất cả phần 3. Từ các điều này ta suy ra được P sẽ lớn hơn hoặc bằng 2A trừ B phần 3 cộng 2B trừ C phần 3 cộng 2C trừ A phần 3 và bằng A cộng B cộng C tất cả phần 3. Theo điều kiện đầu bài A cộng B cộng C bằng 2025, thay thế vào ta sẽ được P lớn hơn hoặc bằng 2025 phần 3 bằng 675. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi A bằng B bằng C và bằng 675. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy để lại những chia sẻ phía dưới và đăng ký kênh để cập nhật các video hấp dẫn.